Ơi, cho con hỏi, có phải khi mình thiền quán tưởng, quán vô thường, bất tịnh, khổ, vô ngã, thì nhắm mắt lại hoàn toàn sẽ dễ hơn phải không sư? Vì nếu mở mắt hoặc mở hé sẽ khó cho việc tưởng tượng và hình dung hơn. Kinh nghiệm của cá nhân sư. Tại sao sư nói kinh nghiệm của cá nhân sư? Bởi vì không có một chỗ nào trong kinh nói rằng khi mà mình quán tưởng những thứ như trên là mình nhắm mắt hay mở mắt. Nhưng mà kinh nghiệm cá nhân của sư thì mình mở mắt nó vẫn tốt như thường. Vì sao? Bởi vì khi mình mở mắt á, bất kỳ cái vật gì mà nó đập vào trong cái giác quan của mình, đập vào trong cái nhãn quan của mình đều có thể nhìn nhận nó với cặp kính vô thường, khổ và vô ngã. Bất kỳ những vật nào bất kỳ những vật nào đập vào trong cặp mắt của mình đều có thể chú tâm vào đó và mình quán tưởng đó. Cái mà sử dụng cái từ quán tưởng ở đây đó, nhiều người họ nghĩ cái quán tưởng là một cái gì đó nó kinh khủng, nó cao sang, mà nó ghê gớm, mà nó là một cái gì đó không thể diễn tả, không thể nói được. Quán tưởng là suy nghĩ thôi. Quán tưởng là sự nhìn nhận nha. Quán tưởng là sự nhìn nhận, là sự suy nghĩ, là sự suy tư. Tức là gì? Ví dụ như bây giờ sư đang nhìn cái bàn phím nè. Sư nhìn nó với cái lăng kính là cái bàn phím này nó không tránh khỏi cái đặc tánh là vô thường. Và nó không tránh khỏi cái đặc tánh là khổ. Và nó không tránh khỏi cái đặc tánh là vô ngã. Và như vậy đó, khi mà cặp mắt của sư tập trung vào bàn phím này đó, sư tập trung nhìn nó với cái lăng kính của tam tướng thì như vậy là sư đang quán tưởng, sư đang quán tưởng. Tương tự như vậy đối với tất cả các cái hình ảnh khác. Trong khi đó nếu như đó mà mình nhắm mắt á thì cái hình ảnh á, nó không có trực quan, nó không có rõ ràng, đặc biệt là với những người mà cái định tâm của họ còn kém. Cái thứ hai là khi họ nhắm mắt á, cái khoảng không mà tối đen á, nó dễ làm cho họ tưởng tượng hơn, nó dễ làm cho họ phóng tâm hơn, nó dễ làm cho họ chạy đến chỗ này, chạy đến chỗ kia. Trong khi đó nếu như mà mình mở mắt ấy, thì mình dễ chú tâm vào cái thứ ở trước mặt của mình. Nhưng mà đó, cái mà mình chú tâm là mình chú tâm vào cái đặc tánh vào cái đặc tánh vô thường, khổ, vô ngã của cái mà mình đang nhìn. Quý vị có thể hỏi là mình chú tâm như vậy là bằng cách nào? Sẽ lấy ví dụ đi. Khi mà quý vị nhìn vào một cái cục vàng, ví dụ như một cái nhẫn vàng hoặc là một cái vật trang sức bằng vàng, thì khi quý vị nhìn cái vật đó đó, quý vị nhìn với cái lăng kính là cái đây là một vật có giá trị. Thì thứ nhất á, là chúng ta không cần phải niệm không cần phải niệm trong đầu, đây là vật có giá trị, 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 không cần. Mà mình chỉ nhìn thôi, mình chỉ nhìn cái món trang sức đó thôi. Nhưng mà trong nội tâm mình biết rõ chắc chắn đây là vật có giá trị. Đây là vật có giá trị mặc dù mình đang nhìn. Hoặc là mình nhìn cái
mình nhìn một cái vật nhòm gớm, ví dụ như mình nhìn một cái đống phân ha, mặc dù mình không cần phải niệm đây là vật dơ bẩn, đây là vật dơ bẩn, đây là vật dơ bẩn, không cần, nhưng mà khi mình nhìn á, mình chú tâm mình nhìn á, thì chắc chắn là mình sẽ nhìn với cái lăng kính đó là cái gì. Đây là vật dơ bẩn, đây là vật rất là hôi, và đây là vật đáng nhòm gớm, đúng không? Quý vị không cần phải niệm trong đầu, không cần phải niệm trong đầu, nhưng mà mình nhìn nó với cái lăng kính mà mình muốn nhìn. Cũng vậy, khi mình nhìn các cái vật mà với cái cặp mắt của mình ấy, những cái hình ảnh đập vào mắt của mình, như bây giờ sư đang nhìn vào cái bàn phím, nhưng mà cái sự chú tâm của sư không phải là nó đặt ngay cái bàn phím, mà nó đặt ngay cái đặc tánh của cái bàn phím, đó là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Khi đó trong đầu của mình không cần phải niệm là vô thường, khổ, vô ngã, không cần, mà mình nhìn nó với cái đặc tánh đó. Cái này thì có thể là đòi hỏi chúng ta phải thực hành, chứ còn mà mình nói suông á thì nó rất là dễ. Ừ. Nhưng mà sư nói rồi, nói suông thì nó không có tác dụng đâu.